Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến các bác. Quý cô bác anh chị đi qua kênh bất chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh cũng nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm nhé. Đấy, lần này lại về thêm rất là nhiều những dòng đèn pin của Sony này. Dùng con này thì rất là ok không nhé. Các bác có thể chỉnh lên chỉnh xuống này. Đấy, các bác có thể chỉnh lên chỉnh xuống này và các bác có thể xoáy ra. Xoáy ra để các bác lắp pin vào. Đó, lắp pin vào này. Đây, các bác bật này. Các bác có thể nhìn thấy rất là sáng này. Chóa các bác có thể mở rộng ra này. Mở rộng ra cho bé lại. Con này thì các bác cầm đi chơi, đi đâu, đi tối, các thứ rất là ok luôn. Xoay thoải mái luôn nhé. Và nó có cả chế độ nhấp nháy. Ví dụ thằng nào mà nó gian gian nó vào gần mình thì mình nhấp nháy nó chói mắt cho nó cái đèn pin vào đầu. Đó, con này thì dung lượng pin của nó sử dụng là pin 26650 nhé. Là pin khác, pin to hơn một chút. Pin này thì trên thị trường thì cũng mua rất là rẻ luôn nhé. Có một số bác lại bảo là pin này là 26.000 mAh thì không phải. Pin của nó là mã của nó là 26650 và pin này dung tích của nó là 6.800 mAh, 3,7V, pin Lithium. Đó, hàng này thì cực kỳ ok luôn. Con này thì nó sẽ có hiển thị ở đây cho các bác là phần trăm pin, hiển thị ở phần trăm pin cho các bác ở đây này và các bác sử dụng rất là ok luôn. Đấy. Chóa rộng, chóa này. Xoay xa xoay gần này, các bác cứ tùy chỉnh đi xoay rất là ok luôn. Đấy, các bác nào mà đi xoay xoay ếch nhái các thứ thì các bác cầm theo vài cục pin này nữa thì các bác thoải mái luôn. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan, ở đây thì nó là có cái chỗ cắm sạc của nó này. Đấy, bí quá thì các bác có thể dùng để làm sạc dự phòng, làm USB được nhé. USB làm sạc dự phòng được. Đó, 250k một cái đèn pin Sony này vào bên nhà em bao ship. Đèn pin Sony 250k bao ship cho các bác nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi với thanh toán nhé. Phụ kiện đi theo nó thì nó sẽ có một cái dây cáp sạc này. Phụ kiện đi theo là nó sẽ có cái dây cáp sạc này các bác này. Đó, xịn sò luôn nhé. Một cái mã nữa này. Về thêm đợt này, về thêm cho các bác một số những cái mẫu dao này. Con này thì là nó dòng dao Thái, cán của nó là cán liền thân nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là Willing của Đức này. Germany này. Nó hơi bị lóa một tí. Nó hơi bị lóa một tí nhé. Nó hơi bị lóa ánh sáng một tí. Germany. Hàng xịn luôn nhé. Đây. Con này thì cũng rất là sắc. Các bác thái thoải mái luôn. Đây, để em quay sang đây cho nó đỡ ánh sáng. Thương hiệu Willing. Đó. Mẫu này thì nhà em có một con dao thái nhọn và một con dao thái đầu bằng. Đấy, các bác có thể một con thái thịt, một con thái rau đều rất là ok luôn. Em đo kích thước từng con một nhé. Giá của cặp này đợt này giá rẻ luôn. 31cm tổng chiều dài. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 18,5cm và bản dao của con này nó sẽ là 5,5cm. Con này thái đồ chín, đồ sống thoải mái luôn. Còn đây, một con mũi của nó chả phải là nhọn đâu. Hơi vát nhọn lên. Con này thì dài hơn một chút. 34,5cm. Cái phần bản lưỡi của nó này 21,7. Bản dao chỗ to nhất là 5cm và chỗ nhỏ nhất của nó ở dưới này đây thì là 3cm. Một cặp như thế này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 230.000 đồng một cặp dao thái của Đức. 230k một cặp dao thái của Đức nhé. Và bên nhà em bao ship. Đấy, còn các bác mà mua lẻ thì cứ 150.000 một con. Mua lẻ thì 150.000 một con. Con nào cũng thế. Và mua chẵn thì nó là 230k bao ship. Dao thái. Rất là ok luôn nhé. Chất liệu thép không gì. Một con mẫu dao nữa này. Con này thì thương hiệu của Groban. Đấy, con này thì dao của Nhật. Nếu bác nào không thích dao Đức thì con dao này là dao Thái của Nhật nhé. Con này thì giá rẻ thôi, 130.000 đồng. Kích thước của nó sẽ là 30cm. Từ phần lưỡi phần cán là 17,4. Và bản dao của con này nó sẽ là 5cm. Nói chung là cái dòng này thì nó rất là sắc. Đấy. Hàng của Groban rất là sắc bén luôn nhé.
sắc bén và rẻ. 130k. Đây để em ghi luôn giá vào đây luôn. Thái Gombo hai hoặc là Thái G5 đi, các bác lên cho em mã G5 130.000 đồng một con. Mã Thái G5 130.000 đồng một con nhé. Một cái mã nữa này. Một cái em massage 1 2 3 4 5 6 đầu. 6 đầu và của nó là có 9 chế độ nhé. Bật nguồn này. Đấy, đây là tốc độ này. Đấy, tốc độ của nó này. Và chế độ đây. P3 này. À, để tắt quên. Là 1 L2 L3 này, tức đây là tốc độ này. Đây là tốc độ nhé. Đấy, còn này các bác đây P 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 7 này. Đấy, thì nó sẽ có những bài đấm khác nhau. Thì nó sẽ có những bài đấm khác nhau nhé. Đây, đây là ví dụ là bài này là bài đấm này. Đấy, các bác nhìn thấy nó dùng thôi dùng thôi. Đấy. 9 này. Bài số 1 này. Đấy, bài số 1 là cứ đấm liên tục này. Đấy. Bài số 2 là không có tiểu ngoại này. Bài số 3 là có này. Nói chung là rất là đã luôn nhé. Bài số 4 là đấy, cứ đấm tí lại nghỉ. Đấm tí lại nghỉ. Đấm tí lại nghỉ. Bài số 5 này. Bài 6 này. Đó, nó rất là tiện nhé. Nó rất là tiện này, các bác có thể để ngược lên. Đấy, nó sẽ đấm bóp cho cổ vai gáy các thứ rất là tiện lợi. Bắp đùi, bắp tay. Nó dùng từng múi cơ một luôn. Rất là ok luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã máy massage 6 đầu nhé. Máy massage 6 đầu này. Đấy, bác nào mà đâu mỏi khớp gối này. Con này rất là hợp này. Đấy, các chế độ hoặc là tốc độ các bác có thể tùy chọn. Bác nào không chịu được nhấn tốc độ cao thì các bác cho tốc độ bình thường thôi, nó nhẹ thôi. Đấy, bác nào không được cao thì cho nó nhẹ. Đó, rất là nhiều cái bài đấm. Đây, ở đây có cái tiêu UV này. Rất là ok luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Massage 6 đầu. Đấy, đẹp, chất lượng. Đấy, con này thì hôm nay sẽ giảm giá cho các bác xuống còn 700k. 700k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã máy massage 6 đầu, 700k bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này, còn ít cái dòng quạt Makita, thành lý cho các bác cái mức giá cực kỳ tốt luôn nhé. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một pin này, một thân quạt và một đốc sạc. Một pin, một thân quạt và một đốc sạc. Con này thì kích thước của nó đây. 32cm. Chiều ngang này của nó sẽ là 22cm nhé. Chiều cao 30cm. Ở đây là công tắc bật tắt này. Nó sẽ có hai cái chế độ này. Tiện lợi xịn sò luôn. Giá của nó thì hôm nay thanh lý cho các bác với mức giá nó là 400k nhé. 400k ở bao ship. Đây các bác có thể bẻ gập này. Bác nào mà có máy khoan này các thứ này thì mang đi công trình các thứ thoải mái luôn nhé. Đấy. Cả một bộ luôn về chỉ việc dùng. Pin của con này thì các bác có thể dùng được từ 6 đến 8 tiếng. 6 đến 8 tiếng nhé. Quạt Makita. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 400k và bên nhà em bao ship cho các bác cái quạt này. Đó, khi các bác nhận hàng thì đúng cái quạt này cho các bác nhé. Đây, khi lắp vào đây. 33 nhân với lại 22. Tổng chiều cao là 33, con lồng này bán kính của con lồng này là 22cm. Hàng đẹp. Một cái mã tiếp theo còn một số những ít những cái bình rượu. Bình rượu inox. Đẹp xịn sò. 2 lít. Nói chung con này thì cực kỳ đẹp luôn nhé. Xoáy lại.
các bác đẩy vào trong kia này. Nó có cái túi này để các bác đeo đi. Nó có cái túi này để các bác đeo đi. Dây của nó rất là đẹp. Các bác lên cho em mã này là mã bình rượu nhé. 220.000 đồng với bên em bao ship. Bình rượu 220k bao ship. Bao ship cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, dòng nồi cơm thì nó tất cả nó đều như nhau thôi. Có khác nhau mỗi cái giá tiền với cái màu sắc của cái nồi cơm mà khi các bác nhận hàng. Thì ví dụ các bác yêu cầu màu nào thì các bác cứ bảo em trước. Đấy, ở đây nhà em có 1 lít là 350.000, 1 lít 2 là 370 và 1 lít 8 là 400k. Đấy, thì nếu mà các bác bình thường không thì các bác cứ dùng 1 lít 8 này, rộng rãi mà nó thoải mái. Giá của nó cũng thế, còn nếu mà các bác dùng ít người cần thì các bác dùng những dòng giá nó mềm hơn. Còn đây thì nó đều như nhau. Một dây sợi dây điện này. Môi sứa cơm này. Hàng này hàng của Sáp nhé. Công suất của nó tất cả là sử dụng điện 220 và 700W. Và kích thước của nó thì là dung tích của nó khác nhau một chút thôi. Lòng nồi cơm này. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nên là các bác có thể yên tâm. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn. Cái dòng này thì số lượng khách nhận hàng và ưng ý rất là ok luôn. Nấu cơm ăn cơm rất là ngon nhé. Và cái dòng này thì nó rất là tiện vì nấu cơm ăn nhanh. Nhà các bác nào mà ví dụ có bạn các bạn bé bé ấy thì cũng có thể nấu cơm được. Tại vì cái công tắc bật tắt của nó ở đây này. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, thì các bác chỉ việc cho nước vào ấn xuống là cắm được cơm. Giòn các thứ của nó thì nó rất là bền, cái độ giòn của nó này. Các bác có thể nhìn thấy này. Hàng của nó thì toàn bộ nó là hàng rất là xịn sò luôn nhé. Vung cách nhật này. Đấy. Màu này của nó thì là màu xanh ngọc, cũng khá là đẹp. Nếu mà các bác nào không chọn màu thì bên nhà em sẽ là màu ngẫu nhiên. Còn ví dụ là các bác nào mà cẩn thận mà các bác muốn là thích màu nào thì các bác phải bảo em trước để bên nhà em xem là có cái màu nào để có thể gửi đến các bác nhé. Không đến lúc lại không có cái màu đấy nhầm, đến lúc mà nhận hàng nó lại rất là khó mang tiếng ra. Đấy, hàng này thì nó là thương hiệu của Hàn Quốc, Korea. Đấy, rất là xịn sò luôn mà nó rất là đẹp. Giá thì bên nhà em công khai giá rồi. Đấy, và khi các bác nhận hàng các bác chỉ cần việc là thanh toán bằng đấy nữa là xong. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé các bác nhé. Nồi cơm Sáp nhé, nồi cơm Sáp. Hàng đẹp xịn sò chất lượng. Đấy. Một cái mã nữa này. Hôm nay thì lại về thêm cho các bác. Đó là một cái mẫu chổi lau nhà. Giá cực kỳ rẻ luôn nhé các bác nhé. Con chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm cho các bác. Đó là đây, khi các bác nhận hàng em sẽ đã để sẵn cho các bác một hộp như thế này rồi. Đó, các bác về các bác chỉ việc mở ra. Bên trong này của nó sẽ gồm có cho các bác này hai cái chổi, hai cái như này là hai cái chổi luôn này. Đấy, hai bộ hai cái luôn, riêng biệt luôn nhé, riêng biệt luôn để các bác tự lắp vào. Đó, tám miếng rẻ lau. Cái này thì các bác dùng không biết bao giờ hết. Cái rẻ lau này thì các bác sử dụng rất là ok luôn. Đây, để em xin các bác một vài ít phút thời gian để em lắp vào. Đấy, tiện thể bác nào mà chưa biết lắp thì các bác có thể nhìn thấy để các bác lắp luôn nhé. Đấy, các bác lắp vào hai cái đầu như này này. Đấy, các bác ấn vào thì nó sẽ giữ rất là căng nhé. Đấy, còn cái này đây, các bác lắp vào đây. Đấy, rồi quay này các bác đặt vào. Đã là hoàn thành một cái chổi. Khi mà đây nó sẽ có một cái là bắt đầu chúng bác có bốn cái thân như thế này. Các bác lắp vào. Cái màu đen này là cái cuối sẽ là điểm cuối cùng thôi nhé. Cái màu đen này nó sẽ là điểm cuối cùng để tiếp giáp với lại cái chổi kia. Đây, các bác xoáy vào. Ống của nó là ống inox không gỉ nhé. Các bác muốn quét lau dài lau ngắn thì tùy thuộc theo chiều cao của nhà mình và chúng ta để lắp cái ống này. Đấy, nếu mà chiều cao chúng ta cần cao thì chúng ta lắp dài, còn nếu mà các bác không cần cao thì các bác có thể lắp thấp thôi. Đó, và các bác xoáy vào đây. Con này thì nó có thể xoay cho các bác đó là 360 độ. Đấy, góc cạnh nào các bác cũng có thể xoay được. Và đây, khi các bác đặt vào đây thì nó sẽ có một đầu là vắt, một đầu là giặt.
đây là cái này là giặt này. Đấy, các bác cho đấy, các bác giặt này, xong là các bác cho vào đây, cho vào đây thì các bác gạt xuống là nó sẽ vắt. Đấy, một bên là giặt, một bên là vắt. Đây, các bác ấn mạnh xuống này nó sẽ vắt này. Đấy, còn các bác lại bỏ ra, còn bên này là giặt. Đấy, các bác cứ giặt này, rất là tiện lợi luôn nhé. Xoay 360 độ, con này thì rất là dài để các bác có thể lau nhà. Nó rất là thấp nhé, đây các bác có thể nhìn thấy nó hạ xuống rất là thấp, chỉ có khoảng 4-5 cm thôi, nên là các bác có thể gầm ghế, gầm bàn các bác có thể cho vào để các bác lau thoải mái, rất là sạch sẽ nhé. Một cái dòng chổi lau nhà này thì nó sẽ gồm có cả một bộ của nó sẽ gồm có hai cái chổi như này, tức là hai người trong gia đình cùng lau đều được. Đấy, nó rất là nhiều luôn. Và hoặc là hỏng cái này chúng ta có thể sử dụng cái khác, con này thì dùng rất là bền luôn, không biết là khoảng vài năm các bác có dùng hết được không đó. Và giá của nó thì rất là rẻ, con này thì chỉ có 200.000 đồng thôi, 200k, và bên em bao ship cho các bác nhé. Cái chổi lau nhà này, đấy, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng sữa này cho các bác này. Đấy, bác nào chọn màu cũng ưng ý em nhé. Đây, một cái combo hộp này các bác này, ở đây thì nó sẽ gồm có cho các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái, một combo hộp 8 món nhé. Con này thì tất cả toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Riêng hàng của shop em thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đây, những hộp to, hộp bé đều đầy đủ cả nhé. Hộp to đều, hộp bé đều có cả, và nắp của nó mềm dẻo. Các bác đựng ví dụ như là thịt, hay là các bác đựng thực phẩm, rau củ quả hay là trái cây, các bác cho vào trong cái hộp này và các bác để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ không việc gì cả. Và con này thì nó có thể được sử dụng cho cả lò vi sóng được nhé. Cái này có thể sử dụng cho cả lò vi sóng được. Đấy, nên là nó rất là ok luôn. Ở đây thì nó sẽ gồm có cho các bác, đó là đầu tiên đó là một cái hộp 2200 này, một hộp 1350 này, một hộp 900 này, hai hộp 600 này, và ba hộp 300. Đó, một cái bộ combo hộp này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng nhé. 280.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì hôm nay đợt này về thêm rất là nhiều những dòng bộ nồi nhé. Ở đây thì có hai bộ, một bộ là bộ 5 đáy và một bộ 9 đáy. Em xin bóc hộp review cho các bác luôn, lâu lâu thì bóc hộp review cho các bác. Đây, hàng này thì hàng của Dirai Germany, nồi inox, đun bếp từ thoải mái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đi vào chi tiết cho các bác luôn. Hàng còn nguyên hộp. Hàng còn nguyên hộp. Nó là có đầy đủ, tất cả là có nắp vung nhé. Tất cả nó sẽ có đầy đủ nắp vung cho các bác luôn. Đây, để em sẽ bỏ ra trước đã, rồi em sẽ review cho các bác. Đấy, nắp vung xong to xong bé. Đây này, đây là cái bèn. Bộ nồi ỉa lên bên. Năm đáy cũng nhé. Đây. Đấy, xoong to và xẻo. Xoong to và xẻo. Vùng. Cái nào cũng như thế nhé. Nguyên đai nguyên kiện. Bộ nồi thì có nhận là nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp. Và hàng này của nó thì đợi em một chút nhé. Em sẽ xin bóc ra. Bóc ra từng cái một để có thể review cho bác xem chi tiết nhé. Đấy, nó có cả chảo này. Tí nữa em sẽ đo cho các bác cái kích thước cho nó chi tiết sau. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp này. Đây, đầu tiên của nó thì là một cái song to. Hàng của thương hiệu Erlenbeng. Những cái dòng này thì các bác đun bếp từ, bếp ga đều được. Bếp ga, bếp từ đều được. Đấy, trên thân này của nó là bằng nồi inox, còn bên dưới này của nó là có thử nam châm sẽ hút nhé, tại vì làm sao nó có hợp kim để các bác có thể đun bếp từ được, có cái dòng từ tính để nó đun bếp từ được. Kích thước của nó này 24 cm, to lọt lòng nhé, 24 cm lọt lòng. Còn củ bì của nó, miệng của nó là 25,5. đấy, sâu của nó này 14,7 cm. Có đầy đủ nắp vung nhé. Đầy đủ nắp vung cho các bác như thế này luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đó, một con song to này. Một con chảo này. Đầy đủ luôn. Đấy, ở ngoài này thì nó cũng có thông số cho các bác rồi này. Đấy, 24 sâu 7,5. 24
phố bì của nó là hơn 25, nhưng mà nếu mà nó tính ở đây thì tính lọt lòng 24 này đủ luôn nhé, 24 này. Sâu của nó thì bên ngoài thì nó sẽ dày hơn mấy ly này, đấy, dày hơn 5 ly, đây là 8, còn bên lòng bên trong nó 7,5, đáy này của nó là dày 5 ly, mỗi ly là một cái lớp của nó, hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái chảo này, một cái song bé để các bác rang thịt này. Nói chung là rất là nhỏ xinh và đẹp nhé. Nhỏ xinh và đẹp, hàng chất lượng luôn. Riêng hàng của shop em ý, thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. 16 sâu 10,5, có nắp vung 16 sâu 10,5 này. Một con nhỡ nữa này, 18 sâu 12, tất cả đều đầy đủ nắp vung hết. Này cái này nắp vung của con này 20 sâu 12,5. Đấy, đây là 5 con rồi này. Và một cái con nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Và một cái xoong nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Hàng thương hiệu Erlenbeng. Chi tiết luôn nhé, em giới thiệu rất là chi tiết nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline em này góc màn hình nhé. 16 sâu 10,7 cm. Đó, chọn một cái bộ nồi như thế này, bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 700.000 đồng, bao ship luôn cho các bác luôn, hàng mới nhé, hàng mới chưa qua sử dụng, hàng mới chưa qua sử dụng, 700k bao ship cho các bác bộ nồi Erlenbeng Đức, bộ nồi 5 đáy. Đấy, các bác có thể bảo em là bộ nồi 5 đáy hoặc là bộ nồi Đức các thứ đều được. Đấy, 700k bao ship. Một bộ nồi nữa này, con này thì của Kasai Villa. Bộ nồi này thì là bộ nồi 9 đáy, bộ nồi 9 đáy này. Đấy, hàng cũng còn nguyên hộp luôn nhé, hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Chưa qua sử dụng và cái hàng này nó rất là xịn. Những cái hàng này nó rất là xịn và rất là chất lượng. Đây, nó sẽ gồm cho các bác này. Nó đều như bên kia thôi. Nó là sẽ là có hai cái nắp vung này, nắp vung to này. Hai cái nắp vung này. Xoong vung này. Xoong. Đủ 6 món cho các bác luôn. Nó sẽ đủ 6 món luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn bộ nồi 9 đáy này. Xịn xò luôn. Con này cầm vào rất chắc tay nhé. Cái bộ nồi này cầm của nó rất chắc tay. Đấy, riêng cái bộ nồi này thì không thể chê được. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng đảm bảo cho bác luôn. Đỉnh của shop luôn. Đỉnh của shop luôn nhé. Đây, nó sẽ gồm có đầu tiên cho bác đó là cũng như con kia, một con song to. Hàng của Kasai Villa. Hàng của Kasai Villa nhé. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn này. Kích thước của con này này cũng là 24, sâu 14 cm. Đầy đủ cho các bác là nắp vung nhé. Đó, đầy đủ cho các bác. Hàng đẹp luôn. Nắp vung này. Một con chảo này, Kasai Villa. Nói chung là hàng của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một con chảo cũng 24 cm nhé. Đấy, 24 cm, sâu 7,5. Nó cũng kích thước như con kia thôi. Một con này, một con xoong nhỡ này. Em đo đang đo lọt lòng nhé, em đo lọt lòng thôi, chứ còn đo phủ bì của nó sẽ to hơn. 20 sâu 12. Nắp vung này. Một cái xoong con này. 18 sâu 11. Một cái xoong con nữa này.
con này 16. Đo thử cái nắp vùng này là cũng già này. Đòn nhân vùng này hơi rộng. 16. Sâu 10 cm. Một con xong cái bột này cũng thế. 16. Sâu 10 cm. Nếu mà các bác đo phủ bì ý, thì nó sẽ rơi vào rộng hơn, nó sẽ rơi vào hơn 17 cm. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi này là bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đó, con này thì hàng của Kasai Villa, hàng đẹp luôn, đỉnh luôn, 9 đáy nhé. Đáy nó rất là dày dặn luôn và cán cầm của nó thương hiệu của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ chất luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 950.000 đồng. 950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Kasai Villa này nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Lâu lắm rồi thì không giới thiệu cho các bác một cái dòng máy sấy tóc. Đấy, đợt này thì giới thiệu cho các bác cái dòng máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Hơi bụi một chút tại vì lâu lắm không giới thiệu. Con này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện cho các bác, đó là nguồn điện 220V này. Đấy, hàng của Toshiba, công suất 1200W, 50Hz. Đấy, hàng xịn sò luôn. Con này hàng xịn sò luôn nhé. Và con này nó có một cái giá để các bác treo vào tường này. Các bác bắt vít hai con vít ra đây. Đấy, các bác về các bác vít, vít thì đơn giản rồi. Đấy, các bác bắt vào tường. Và khi mà các bác dùng xong thì các bác lại treo cái máy sấy tóc lên. Cần dùng thì các bác lại hạ xuống. Nói chung là rất tiện lợi luôn. Đấy, dây của nó thì cũng dây là khá là dài luôn này. Để các bác có thể sử dụng. Đấy, và các bác bật tắt. Ở đây có hai tốc độ. Ở đây có hai tốc độ. Em lại quên mất không chuẩn bị nguồn điện để review cho các bác. Đấy, nhưng mà con này thì chạy rất là ok và nói chung là rất là khỏe, bền. Hàng bền đẹp. Con này các bác treo trong nhà vệ sinh, treo ở chỗ cái bàn trang điểm cho chị em, hay là để nói chung là nó cũng không khác gì cái máy sấy tóc kia. Đấy, mà chúng ta lại có thêm cả cái giá để chúng ta đựng. Nhiều khi là vào cái sấy xong đầu này nó nóng thì các bác để luôn vào cái giá này thì nó sẽ an toàn nhé, nó sẽ an toàn hơn. Con máy sấy tóc của Toshiba này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 300.000 đồng. 300.000 đồng một con máy sấy tóc này và bên nhà em bao ship luôn. Đấy, máy sấy tóc của Toshiba 300k bao ship cho các bác luôn nhé. Giá thì các bác yên tâm luôn rồi, mềm rồi. Đấy, mềm và giá tốt luôn nhé, xịn sò. 300k bao ship. Đầu tiên thì một cái dòng mẫu máy xay Osaka này. Đấy, con này thì dòng này sản xuất riêng cho thị trường Nhật, Osaka Japan. Đấy, một cái dòng máy này thì dung tích của nó sẽ là 700ml để các bác xay rau củ quả. Thực sự ra con này các bác xay thịt quá là ok luôn. Nhà em vẫn xay thịt để nấu cháo cho bé anh em nhé. Đấy, nói chung là rất là tiện, rất là xịn sò. Đây, để em cắm điện nào. Đây. Đấy. Chạy rất là ok luôn nhé. Con này thì các bác xay thịt, xay rau củ quả đều rất là ok luôn. Đấy, và cối này rất là nhẹ, nhìn nó rất là đẹp luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Osaka. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 100.000 đồng. 100.000 đồng một cái. Nó sẽ gồm có đây cho các bác đây, cái khay này, đậy nắp vào. Đấy, và các bác đậy cái nắp này lên chốc nữa. Đấy là xong. Nói chung đấy, các bác nhìn thấy em rơi nó không bị vỡ, tại vì cối này cối của nó bằng cối nhựa nên là nó tương đối là bền nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã máy xay Osaka. Đấy, giảm giá cho các bác xuống còn 100k. Đấy, bác nào mua trước kia thì biết đấy, 150k. Bây giờ giá chỉ còn 100k thôi. Đấy, gọi là giảm giá cũng được, mà gọi là cập nhật lại giá cũng được các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng máy xay kính. Thương hiệu con này, thương hiệu Seika. Đây, hàng nguyên hộp công này, hàng của Nhật này. Đấy, đây. Bảo hành 12 tháng nhé các bác nhé. Bảo hành 12 tháng. Đấy, in Japan này. Đây, bên trong của nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân máy như thế này. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là điện 220V, công suất 500W. Hàng có dung tích 2 lít này. Đóng trong thùng rất ok luôn. Con này thì của nó là xay thịt. Đấy, nhưng mà dòng này nó là dòng cao cấp. Nó là dòng kính. Nó là dòng cối xay kính. Rất là xịn luôn. Đây. Đấy. Thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành này. Cái gioăng này nhé. Một số bác gọi điện hỏi em là cái gioăng này để làm gì thì đây. Để nó để ở dưới đáy này này. Để là mà lúc mà các bác ấy cho nó bắt xuống đây này, nó khỏi bị xê dịch ấy. Nó khỏi bị trôi. Đó.
cái lúc mà các bác rút cái lưỡi này ra thì các bác lưu ý cho em một chút nhé, thì nó rất là sắc, tại vì cũng có một số bác đứt tay. Đấy, một số bác gọi điện lúc mà test, lúc mà tháo máy ra để kiểm tra ấy, đấy là đứt tay rồi, nên là các bác hết sức cẩn thận với cái dòng lưỡi này, tại vì nó rất là sắc, nó là xay thịt, xay rau củ quả nên nó rất là sắc. Đấy, nên là khi các bác tháo ra thì các bác lưu ý cho em một chút. Đó, nắp của nó bằng nắp nhựa nhé, cối kính nhưng mà nắp bằng nắp nhựa, cối thủy tinh này, cối thủy tinh dung tích 2 lít. Xay con này thì xay thịt thà, rau củ quả tất cả đều được. Dòng này nó là dòng cao cấp nên là nó rất là xịn. Ở đây thì nó sẽ có 2 cấp độ. Cấp độ 1, cấp độ 2 này. Rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn này. Đấy, chạy không này. Chạy không của nó rất là mạnh luôn. Đây, khi các bác lắp vào chạy nó rất là mạnh. Cối thủy tinh nhé. Hàng khi các bác nhận hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp. Hàng khi các bác nhận hàng nó là hàng nguyên hộp này. Đấy, hàng của Japan. Nói chung là con này rất là ok luôn. Giá của con này thì trước em đang bán là 500. Hôm nay sale sập sàn cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 400k. 400k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã cối xay, máy xay xe ca, máy hoặc là máy xay kính. 400k bao ship. 400 ngàn đồng và bên em bao ship cho bác luôn. Hàng cực chất luôn. Đấy, máy xay kính, máy xay xe ca kính. Hàng ok luôn nhé các bác nhé. Các bác mua hàng như em thì có yên tâm nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Nên là nó rất là đảm bảo cho các bác luôn. Một con mã tiếp theo nữa này. Một cái mã nữa là một cái mã dòng nồi chiên không dầu. Con này thì hàng nó cũng là nguyên hộp không nhé. Hàng của nó cũng là nguyên hộp. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái vỏ hộp sau, giới thiệu cho các bác cái máy trước. Cắm điện vào này. Con này thì nút của nó là nút cảm ứng này. Đấy, nút cảm ứng này. Và đây là các bác chọn nhiệt độ này. 200 nhiệt độ là maximum rồi. Và đây là các bác chọn sang chế các chế độ nấu thực phẩm này. Đấy, đây là gà này, khoai tây này, đấy cá này, thịt này, cá này, rau củ quả này, ngô này, hay là cái gì đây, cuối cùng là cái gì, bò. Đấy, và đây là chọn thời gian. Đó, xong các bác chỉ việc ấn ok. Đấy, các bác chỉ cần ấn nhẹ nhàng là được nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, bật hoặc tắt. Đấy, rất là ok luôn nhé. Con này thì các bác có thể chọn được rất nhiều chế độ, nói chung là rất là ok. Và nhiệt độ của nó lên đến 200 độ C. Đấy, và các bác có thể chọn và các bác tăng giảm nhiệt độ thoải mái. Đấy, tăng giảm nhiệt độ theo ý thích của các bác. Còn đây bên trong cái nồi của nó này, khi các bác mở ra như là nó sẽ tự tắt. Khi bác mở nồi ra là nó sẽ tự tắt. Đấy, con này thì nó là dung tích 5 lít. Nên là nếu mà dùng cho gia đình bình thường như gia đình nhà em, ít người thì dùng ok. Còn nếu mà nhà các bác mà đông người thì dùng con này thì có vẻ là hơi bé. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Airbus. Đây, các cái chế độ nấu ăn này, công thức của nó đây. Đấy, thì nó ở trên này, thì nói chung là chúng ta về chúng ta sử dụng thì dần dần nó sẽ quen đi nhé các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã nồi chiên không dầu. Dòng này là dòng nồi chiên không dầu. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé. Đấy, còn đây là cái nồi của nó này, nguyên hộp luôn. Đấy, hàng này hàng liên doanh của Đức. Hàng liên doanh của Đức. Đấy, nói chung là con này dùng rất là ok luôn. Và giá của nó thì các bác yên tâm luôn, hạt cực kỳ hạt rẻ luôn. 550k một cái dòng nồi chiên không dầu này. Đấy, giá rẻ luôn cho các bác luôn nhé. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và cái dòng này vẫn có bảo hành nhé. Đấy, dòng này hàng này có bảo hành cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã nồi chiên không dầu, 550k và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo này, ấm đun nước siêu tốc Capper. Capper con này thì sử dụng điện 200 đến 240V, công suất 1850 đến 2200W, dung tích của nó 1.7 lít. Dung tích của nó 1.7 lít. Đấy, hàng này hàng của Germany của Đức. Hàng của Germany của Đức. Nói chung là hàng này dùng rất là ok luôn. Nắp của con này thì nó lại nắp kiểu theo kiểu đậy này. Đấy, nắp theo kiểu đậy này. Rất là đẹp bên trong. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 530.000 đồng nhé. 530k một cái dòng ấm đun nước siêu tốc này nhé. Và bên nhà em bao ship luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã ấm đun nước siêu tốc Capper.
Đấy, Kapper của Mỹ, của Đức. Của Đức, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Dung tích của nó là 1.7 lít. Đấy, công tắc bật tắt ở đây. Và cái nắp này của nó rất là linh hoạt, các bác có thể mở ra. Con này mà pha chè này ở trong bộ đội các bác luộc gà, à luộc pha mì tôm cái thứ đây này, nấu nướng hay ăn lẩu ở đây được. Nếu con này đấy, rất là tiện lợi luôn, tại vì làm sao nó một đánh luôn này. Con này inox 304 nhé, inox 304. Giá của con này thì sẽ là 530.000 đồng. Đấy, ấm nung nước siêu tốc Kapper 530k và bên nhà em bao ship 530k. Ấm nung nước siêu tốc Kapper 530k bao ship luôn cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đó, nên là có thể yên tâm thoải mái nhé. Đây là đế của nó đây. Đấy, hàng thì còn 2 con. Đấy, xịn sò. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ dao luôn. Hôm nay thì bộ dao gôn bồ còn mới nguyên hộp luôn nhé. Đây, cần đo đong đếm cho các bác luôn cả ở trong con dao này. Đấy, đầu tiên cho các bác này, một con dao chặt của thương hiệu Gunbo, mã của nó là G50. Đấy, hàng của Japan nhé. Đấy, ở trong, đây là trong bộ dao nhé. Trọng lượng của cái con dao này của nó sẽ rơi vào 511g. 511g này. Kích thước của nó này, cái này là không phải vết xước đâu nhé, nước thôi, nước 31cm. Tổng chiều dài từ phần lưỡi đến phần cán của nó sẽ rơi vào 19cm. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 8,3. Đây là con dao chặt. Các bác lưu ý nhé, con dao thái bản lớn của nó sẽ nhẹ hơn con dao chặt. Thái bản lớn này 308g. Đấy, tổng chiều dài nó là 29cm. Từ phần lưỡi phần cán 17,3. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 8,2cm. Một con nữa này, một con dao thái 170g. Trọng lượng là 170g. Kích thước của con này là 30, gọi là 30cm đi. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó sẽ rơi vào 17,5. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 5cm. Một con dao gọt hoa quả. Hàng của toàn bộ của nó là thương hiệu của Groban nhé. Đấy, nói chung là dòng này rất sắc bén, em bảo đảm cho các bác luôn. Kích trọng lượng của nó 77g. Kích thước của nó này 21. Tổng chiều dài 21cm nhé. Con này thì đo tổng chiều dài thôi, tại vì nó là gọt hoa quả. Một cái kéo cắt thực phẩm 154g, thương hiệu Groban. Con này cắt thực phẩm tuyệt vời luôn. Một cái liếc mài dao. Tổng chiều dài con này nó sẽ rơi vào 29,5. 145g. Và cuối cùng của nó là một cái hộp đựng dao 902, gọi là 901, gần 1 cân. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, một cái bộ như thế này bên nhà em đang có mức giá của nó là 850k. Nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. Và ngoài ra thì sẽ được tặng kèm theo một phần quà. Đấy, thì phần quà của nó sẽ là một cái bào nạo. Phần quà của nó sẽ là bào nạo nhé. Một cái bào nạo của thương hiệu Wheeling của Đức. Đấy, tức là các bác về các bác dùng thoải mái luôn. Có lúc thì bào nạo này, có lúc thì bào nạo khác chứ. Thì cái bào nạo của nó thì nhiều khi các bác xem cái video cũ ấy, thì em sẽ tặng bào nạo. Ví dụ là nhiều lúc là bào nạo Nhật, nhiều lúc là bào nạo Đức. Đấy, thì nó sẽ về theo đợt. Đấy, thì sẽ tặng cho các bác kèm theo như thế. Và hàng của nó là con bộ dao này là còn mới nguyên hộp. Bộ dao này còn mới nguyên hộp cho các bác luôn nhé. Đó, bộ dao Groban của Nhật. Bộ dao Groban Nhật 850.000 đồng bao ship tặng kèm theo cho các bác, đó là một cái bào nạo nữa. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Xin giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng chảo Nhật. Con này thì bên nhà em là có 3 size. Đầu tiên thì đó là một cái size 20. 20cm này. Là chúng ta sẽ đo lọt lòng các bác nhé. Đây này. Lọt lòng là 20cm này. Đó, nó sẽ là 20, 24 và 28. Đấy, nhà em đang trải nghiệm tất rồi. Nói chung dùng cái dòng này rất là ok luôn. Cái đáy này là dùng bếp từ thoải mái nhé. Cái đáy này dùng đáy cho bếp từ thoải mái luôn. Đấy, hàng của nội địa Nhật. Con này thì hàng của nội địa Nhật này, nhôm đúc 4 lớp, rất là ok luôn. Mặt trung dính. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là xịn sò luôn. Đấy, cán cùng các thứ này các bác có thể nhìn thấy này.
chắc chắn nhé, nó chắc chắn chứ nó không phải lòng lẻo cầm vào nó sợ nó bị gãy hay các thứ gì đâu. Con này rất là chắc chắn luôn, cán gỗ nên là các bác có đun bếp ga ấy, thì các bác cũng cầm nó không bị nóng, cầm nó không bị nóng tay nhé. Và con này dùng rất là ok luôn, chống dính cực kỳ tốt. Con này thì nhà em thực sự với các bác luôn đã dùng hơn 2 năm nay rồi nhưng mà chống dính của nó vẫn rất là ok luôn nhé. Thì ở đây thì nó sẽ có giá bán lẻ và gió combo. Thì bán giá bán lẻ của con này thì nó sẽ là con 20 thì sẽ là 208. Con 24 thì sẽ là 320.000 và con 28 này thì sẽ là 350k. Đó, và cái giá của nó thì là đã được bao ship. Còn khi mà các bác mua hai cái một cặp này, hai cái ví dụ con này là 320 với 350 của nó thành 600 607, thì khi bác mua hai con này thì sẽ là 600.000. Thì sẽ là 600.000. Còn khi bác mua hai con bé này đấy, thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 6 là sẽ bớt được 50.000. Khi các bác mua hai con khác nhau sẽ bớt được 50.000 và hai con này thì combo của nó sẽ là 600k bao ship. Đó. Hàng cực kỳ đẹp và dày dặn nhé. Đấy thì cứ cặp một cặp như này thì sẽ được riêng cặp này là cặp combo VIP rồi, là 24 và 28 thì sẽ được giảm cho các bác là thành 600k bao ship. Đấy, 600k bao ship. Còn những cái cặp khác các bác mua bất cứ một cặp nào khác thì sẽ được giảm là thành còn là giảm 50.000. Ví dụ các bác mua hai con chảo này cũng được giảm 50.000 và hai con chảo to cũng được giảm 50.000, hai con chảo 24 cũng được giảm 50.000. Giá ưu đãi luôn các bác nhé. Đó, giá thì nhà em công khai luôn trên video nên là các bác có thể yên tâm. Hàng đẹp xịn sò luôn, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, Siki Sai này. Đấy, hàng của Japan. Cực kỳ đẹp luôn, đun bếp ga, bếp từ, bếp điện. Thậm chí nếu mà bác đun bếp củi được, nhưng mà đun bếp củi hơi lãng phí. Đấy, nhưng mà cái này ý là nó đun được tất cả các bề bếp và nó bắt từ bắt nhiệt rất là nhanh nhé. Nó bắt từ bắt nhiệt rất là nhanh, đun đỡ tốn điện và đỡ tốn ga rất là nhiều. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã chảo Shikisai, chảo Nhật nhé. Mã chảo nữa này. Con chảo này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kaio. Kaio nhé. Đấy, hàng của Nhật. Con này thì dày dặn. Hàng cực kỳ ok luôn, con này đun bếp ga, bếp từ thứ thoải mái luôn, hàng của Nhật này. Đấy, còn nguyên hộp nhé, con này thì còn nguyên hộp cho các bác luôn này. Chảo này của nó thì nó không, độ dày của nó thì hai những dòng chảo này thì nó không dày mấy. 26 cm. Độ sâu của nó là con này thì 4,5, con này chỉ rào chảo dán thôi. Con này là chảo dán thôi, nhưng mà rất là dày dặn này. Con này thì nếu mà các bác không bao giờ sợ bị gãy. Nếu mà có dán nặng hay là xào nặng lên trên các bác cầm cũng không bao giờ sợ bị gãy luôn này. Inox cực kỳ đẹp luôn nhé. Inox cực kỳ đẹp luôn, bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Đấy, thương hiệu của Kaio, hàng xịn sò luôn. Con này thì nó là hàng VIP, hàng xịn nên là giá của nó sẽ hơi, nếu mà so với mức giá mà mình bình thường mình với lại chảo thì nó hơi cao, nhưng mà so với chất lượng sản phẩm thì con này không cao lắm. Nói chung là ok. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 600.000 đồng nhé. 600k và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Cái dòng chảo Kaio này, dòng chảo Kaio. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã chảo Kaio, 600k bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Và riêng nhận hàng nhà em dân thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán cơ, nên là không phải lo lắng gì cả. Chảo Kaio 600k bao ship. Một cái mã nữa này. Một cái dòng máy mài, máy cắt, gọi là máy mài Makita. Con này thì nó sử dụng cho các bác là công suất của nó là 1200W, sử dụng điện 220V. Đá cắt của nó là đá cắt 100 hay là 110, cái đá cắt máy cắt chuột ấy, gọi lên đây gọi máy cắt con chuột đi. Hàng của Makita nhé. Con này rất là ok, sử dụng điện là 220. Nó phụ kiện của nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái chắn đạn này, chắn ấy này. Một cái chắn chắn nổ, chắn gì này? Gọi là cái gì nhỉ? Gọi là chắn chắn văng này, chống văng này. Đấy, để các bác lắp kiểu gì thì lắp. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy. Xoay vào này, chắn văng này, một cái tay nắm này. Đấy, để các bác ví dụ là các bác cắt thì các bác có thể cầm vào đây để các bác cắt trên tường ấy. Cắt tường, cắt gạch, các bác làm điện nước thì cắt thoải mái luôn. Đây. Đấy, cắt, cầm, cắt. Đó, và một cái đây để các bác mở. Đấy, để các bác mở. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái bộ này thì bên em đang có mức giá của nó sẽ là 420.000 đồng và bên em bao ship. Hàng của Makita nhé. Hàng của Makita luôn. Xịn sò. Đây. Makita. Xịn sò và chất lượng luôn. Mà giá lại rất là mềm luôn nhé. 420.000 đồng. Hàng này thì vẫn còn rất là đẹp. Nói chung là còn rất là đẹp. Rất là ok luôn. Mà giá rất là mềm. 420k bao ship cho các bác. Máy mài Makita. Còn đúng 2 con. Còn đúng 2 con nhé.
Một cái mã tiếp theo này, một cái máy bắn vít. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu The Watt. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái máy này. Hàng này thì sản xuất tại Malaysia. Này Malaysia, pin của nó này. Pin này là pin của nó là pin 5 cell. Pin 5 cell nhé. Rất là ok luôn này. Các chế độ ở đây này cũng rất là khỏe, nhỏ gọn, thon gọn, đẹp. Một bộ của nó đây gồm có hai cục pin, một cái cục sạc. Phụ kiện của nó trong này rất là nhiều luôn, mũi khoan các thứ này. Giá mềm luôn. 460k và bên em bao ship cho các bác cái máy bắn vít đầu quát. 460.000 đồng bao ship máy bắn vít đầu quát nhé. Hàng đẹp luôn. Máy đầu quát 460k bao ship. Một cái mã máy nữa này. Một cái dòng máy của Makita. Một con này cũng là bắn vít bắn bu lông. Pin này cũng là pin chân pin. Hàng của Makita nhé. Con này rất ok luôn này. Đấy, cũng có thể chỉnh búa đây này. Vặn ra vặn vào này. Rất là khỏe luôn các nhé. Rất là khỏe luôn. Lỗ này của nó thì là 10mm nhé. Đấy 10mm. Hàng của Makita. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cục sạc. Một cục sạc này. Và hai cục pin. Hai cục pin, phụ kiện của nó đây. Mũi khoan, mũi bắn vít, mũi khoan sắt các thứ này. Rất là ok luôn nhé. Giá của con này thì cũng là 460.000 đồng nhé. 460k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy bắn vít Makita. Máy bắn vít Makita nhé. Hai con nhận đầu quát với Makita là nó khác nhau một chút nhé. Đấy. Một cái mã tiếp theo. Một cái mã máy xiết bu lông. Con này hôm nay giảm giá cho bác luôn nhé. Còn một bộ, một bộ duy nhất nên là xả luôn cho bác luôn. Con này thì đây, đấy, con này là bắn máy xiết bu lông, pin to nhé. Con này là pin của nó là pin 10 cell. Động cơ không thổi than nhé, động cơ không thổi than. Chạy rất là khỏe luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó một là một đầu ấy này. Cái lỗ này các bác cũng có thể bắt được đầu tu vít vào nhé. Đâu nhỉ? Đấy. Nó có trợ lực. Trợ siết nhé. Xoáy trước cái thứ nào rất ok luôn. Máy bắn bu lông. Bác lên cho em mã máy bắn bu lông của Makita. Rất là đẹp luôn nhé. 900k bao ship. Bu lông này, 900k bao ship. Đây là máy của bu lông của Makita. Còn đây là một con bu lông của The Watt. Bu lông của The Watt. Con này thì hầm hố hơn. Con này cầm có thể bẻ chắc tay hơn, nặng tay hơn. Hai cell. Ở đây thì các bác có thể chỉnh được chế độ này. Đấy, chế độ thứ 4 ý là các bác bóp lì không được. Đấy, các bác chỉnh sang. Đấy, khoan đấm búa này. Phần trăm pin này. Rất là tiện lợi luôn. Con The Watt. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 900k bao ship. Máy bắn vít The Watt. Hàng đẹp luôn. Cái mã tiếp theo này.
một cái dòng máy hút bụi mini, thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Hàng này thì các bác yên tâm luôn nhé, khi nhận hàng thì các bác cứ bật lên kiểm tra thoải mái, hút thoải mái này. Hút thoải mái này. Đó thì các bác hút bụi ở trong xe hơi này, ở ghế sofa này, hay là bác nào mà nhà ban thờ, thờ gia tiên thì các bác cũng có thể hút bụi vệ sinh ở những cái chỗ mà nó khó, mà ví dụ là chúng ta lau chùi thì sợ bị động bất hương hay là các thứ, thì các bác có thể cho máy hút bụi này vào, các bác hút bụi rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, bên Phật, bên lương hay bên đạo thì đều có thể sử dụng để vệ sinh dọn dẹp bàn thờ được. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé, các bác về các bác dùng. Nhưng mà nếu ví dụ là các bác đã sử dụng hút bàn thờ là các bác để nguyên hút bàn thờ thôi nhé. Đấy, thì các bác có thể hút thoải mái luôn. Những cái chỗ khó các bác có thể hút được, những cái tàn hương các thứ thì các bác hút xong thì các bác mở cái này ra. Đấy, các bác mở ra, các bác bỏ ra, các bác đổ đi, rồi các bác gõ gõ này cái là nó lại sạch, rồi các bác lại lắp lại bình thường. Con này thì các bác có thể sử dụng, tái sử dụng liên tục. Những cái dòng này thì các bác có thể tái sử dụng liên tục nhé, nên là các bác có thể yên tâm, hàng đẹp xịn sò luôn. Tamashio, hàng nội địa Nhật, made in Japan, chất lượng luôn. Giá của nó thì rất là ok luôn, con này thì chỉ có 200.000 đồng, 200.000 đồng và bên em bao ship nhé. Và con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái sợi dây cáp, một cái sợi dây cáp để các bác sạc như thế này, cắm sạc vào. Đấy, một cái sợi dây cáp các bác cắm sạc vào. Còn cái USB này thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại hay là những cái ổ điện thông minh, nó đều có những cái chỗ để các bác cắm sạc. Ok nhá. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Máy hút bụi cầm tay mini. Các bác lên cho em là máy hút thổi bụi. Đấy, đây là hút bụi nhá, còn là thổi bụi cũng thổi được. Đây các bác bỏ ra. Các bác cắm này vào. Đấy, nó không phải là quá mạnh như những cái dòng máy to, nhưng mà nó có thể thổi bụi thoải mái luôn. Đó, rất là tiện lợi. Tắt. Hết pin các bác lại cắm sạc, hết pin các bác lại cắm sạc nhé. Đó, cái này các bác có thể cắm ở trên tẩu USB của ô tô, các thứ đều được. Xịn sò luôn nhé. 200k với bên nhà em bao ship, các bác lên cho em mã này, mã máy hút thổi bụi. Máy hút thổi bụi mini Tamashio, hàng nội địa Nhật nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu máy mài dao tích điện. Máy mài dao nhé, nó sẽ có hai cấp độ, cấp độ 1 này, tắt này, cấp độ 2 này, rất là ok. Các bác về các bác bật lên, các bác cho dao vào đây các bác mài, các bác cho dao vào đây các bác kéo này, cứ kéo này, kéo vào, đó là được ok. Hàng này của thương hiệu Bosch, hàng của Marine Germany của Đức. Hàng này các bác sử dụng ok nhé, nói chung là con này dễ, cũng rất dễ mài. Đấy, các bác mài vài lần là nó sẽ quen tay nhé. Giá của con này thì bên em đang có mức giá của nó sẽ là 280.000 đồng. Con này thì nó sẽ là tích điện. Đây, nó sẽ có một cái dây cáp USB ở đây, và các bác chỉ việc là mở ra. Đấy, cái này cần thiết thì các bác lắp lại, không cần thiết thì các bác cũng có thể bỏ được. Đấy, rồi các bác đậy lại. Đấy, hết pin thì các bác cắm sạc vào củ sạc điện thoại. Hàng của Bosch nhé. Giá của con này thì bên em sẽ là 280.000 đồng và bên em bao ship nhé. 280k một cái mẫu máy mài dao Bosch này, và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy, ở đây có hai đầu này, một mài mịn và một mài phá này. Đấy, và hai cấp độ. Rất là tiện lợi luôn, mà giá thành thì rất là ok luôn nhé. 280k bao ship một cái mẫu máy mài dao này. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em là 0982834004 nhé. Các bác đi qua kênh thì bút chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Hôm nay lại về thêm một số những mẫu xe đạp này các bác này. Con này thì là hàng của Panasonic. Nói chung là rất là đẹp. Sạch sẽ, dọn vệ sinh sạch sẽ. Này các bác có thể nhìn thấy này. Đây, khung kia các thứ của nó này. Nói chung là thầy không thể tránh được một số những vết xước hay là những vết bẩn. Đấy thì không thể tránh được. Đấy, nhưng mà nói chung là còn ok. Tầm 80-90%. Nhưng mà giá thì lại rất là mềm luôn nhé. Con này thì đạp rất là nhẹ. Đây, các bác có nhìn thấy, đạp rất là nhẹ này. Đấy, rất là ok và rất là nhẹ luôn nhé. Mà hàng cực kỳ ok luôn. Khung kia các thứ của nó này. Đũa điếc các thứ của nó còn ok. Bánh của nó. Đấy, phanh phủng của nó như hệ thống phanh các thứ của nó còn rất là ok luôn nhé. Đấy, yên của nó này, con này thì yên ngon lành, xịn sò luôn này. Đó, hai bên. Đấy, em quay rất là chi tiết nhé. Đó, hàng của con này thì là xe đạp của Panasonic. Xe đạp của Panasonic cực kỳ đẹp luôn. Đấy, phanh cái cứng luôn nhé. Đấy, phanh của nó đây. Chân trống các thứ còn đầy đủ. Chân trống các thứ còn đầy đủ này. Hàng còn đẹp, xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Đó, một con xe đạp của Panasonic, phanh phủng các thứ còn ok. Con này thì nó có thêm cho các bác đó là cả cái đèn này, nhưng mà chả biết là nó còn hoạt động được không, tại vì em không test đèn. Nhưng mà test con này đạp rất là nhẹ luôn nhé. Con xe đạp này đạp rất là nhẹ luôn này. Đấy,
không để tránh được một số những vết xước ở đây, hàng Nhật bãi, xe đạp Nhật bãi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó là 3.200.000 đồng, 3.200.000 đồng ở bên nhà em bao ship nhé. Đấy, bánh của nó thì phổ thông nên là các bác có thể thay sửa chữa, nếu ví dụ thủng xăm thủng lốp sửa chữa rất là dễ dàng luôn. Con này thì các bác có thể mua biếu bố mẹ để đi chợ, đạp đi chợ các thứ rất là ok luôn. Già rồi thì chúng ta nên mua biếu để tập thể dục các thứ cũng rất là tiện lợi. Một con xe Panasonic này, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé, 3.200.000 đồng. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã xe đạp Panasonic. Đấy, xe đạp Panasonic 3.200.000 đồng với bên em bao ship, hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn này. Đấy, hàng của Nhật, khung khiếc các thứ này rất là ok luôn này. Đấy, đã vệ sinh sạch sẽ, về chỉ việc đi thôi nhé, xe Panasonic đó. Còn một con đây, đây là một con xe của một con xe nữa này. Con này thì thương hiệu của nó đây, Eco Alumi, xe đạp của Nhật bãi. Những cái dòng xe đạp của Nhật bãi này thì các bác có thể mua cho các bạn đi học hoặc là bố mẹ đi chợ các thứ thì cũng rất là tiện lợi. Con này thì nó có thể chỉnh yên này, nó sẽ chỉnh yên thoải mái để các bác có thể vặn yên lên hoặc là xuống, thì các bác chỉ cần vặn cái núm này thôi. Em một tay này nó hơi khó thao tác, một tay này nó hơi khó thao tác nhé. Ok luôn này, nhẹ nhàng luôn này. Đấy. Nói chung là đã vệ sinh rồi. Đấy, nói chung đẹp. Con này thì dòng này thì nó còn đến 80% nhé. Độ mới của nó còn trên 80%. Về là các bác chỉ việc đi thôi nhé. Về là các bác chỉ việc là đi thôi, còn không phải lo lắng là gì cả. Hàng này của nó rất là ok luôn. Đấy, đạp rất là nhẹ nhàng. Con này thì các bác về bọc lại yên, hoặc nếu mà các bác nào ấy thì các bác có thể dán lại yên một chút nhé. Yên này thì hơi rách nên là em sẽ có giá mực giá mềm hơn cho các bác một con xe đạp này. Đấy, bánh của nó cũng là bánh phổ thông này. Bánh của nó cũng bánh phổ thông này. Hàng còn cực kỳ ok luôn. Bánh của nó phổ thông, phanh khiếc các thứ này. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé. Toàn bộ của nó hàng Nhật bãi. Đây, đã vệ sinh các thứ cho bác có thể nhìn thấy rất là bóng bẩy và rất là ok luôn. Đó, con này thì giá của nó sẽ mềm hơn. Con này thì giá của nó sẽ là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng nhé. Đấy, các bác về bác tự bọc lại yên. Còn nếu mà em bọc lại yên cho các bác thì có bác thêm cho em một chút đỉnh. Đấy, hàng ok luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 3 triệu đồng và bên nhà em bao ship. Đấy, hàng Nhật bãi. Đấy, xe đạp Nhật bãi nhé các bác nhé. Hai con xe bên nhà em. Các bác đi qua kênh mà thấy sản phẩm ok hay là có thể like cho em xin một nút like nhé các bác nhé. Đấy, mà bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của em dân nhé. Một cái mã tiếp theo nhé, em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng đèn 8 cánh này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Nó sẽ gồm có cho các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh và một cái điểm sáng ở giữa nữa là 9. Đấy, con này thì công suất của nó hơi to. Con này công suất của nó sẽ là 200W. 200W này. Đấy, các bác muốn sáng rộng thì các bác bóp nó ngược lên này. Đấy, cho nó gập lên như này. Còn các bác muốn sáng nó tán ở gần cái chỗ các bác ngồi với bàn học các thứ ấy, thì các bác sẽ gấp nó xuống một chút đấy. Thì các bác gấp, có thể gấp ngang, ngược lên này. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái dòng đèn 8 cánh đây, công suất của nó là 200W. 200W. Hàng cực kỳ bền luôn nhé. Con này dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và rất là sáng. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là sẽ là 190.000 đồng. 190.000 đồng một cái mẫu đèn 8 cánh, công suất sẽ là 200W. Công suất 200W nhé. Đây để em ghi cho các bác cái mức giá vào đây cho nó dễ này. Đấy, 190k. Bóng 200W này. Bóng 200W 190k. Đó, hàng xịn sò luôn, nhận hàng thì các bác yên tâm luôn là lắp xoáy đuôi và kiểm tra thoải mái nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm tốt và chất lượng bên nhà em nhé. Mã tiếp theo này, một cái dòng xô đựng đá Inox 304 nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Wheeling, hàng của Made in Germany của Đức. Cái thương hiệu Wheeling thì nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn. Con này thì nó sẽ có cái kích thước cho các bác, đó là phủ bì của nó là 19 miệng, 19 này. Cao của nó đây, 19, cao của nó là 18, xuyên sát 18, 19, cao 18 nhé. Dày dặn luôn, dày dặn luôn. Con này đựng đá giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Các bác để đá vào đây uống bia ấy. Đấy, nói chung là chúng ta uống bia thì 2-3 vài người, 7-8 người ngủ uống thì xong là đậy lại,
rất là ok luôn, nhất là bác nào miền Nam, miền Bắc thì bây giờ đang mùa nóng này thì cũng rất là ok luôn này. Đó, con này thì giá cực kỳ ok luôn, giá của nó là 400k, 400 ngàn đồng một cái dòng xô đá này, xô đá inox này, và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, cái này thì các bác dùng gia đình thoải mái này, nếu mà ví dụ tụ tập đông người thì nó hơi ít, tụ tập đông người thì nếu ví dụ khoảng hơn chục người thì các bác phải dùng 2 xô. Đấy, hàng số lượng thoải mái cho bác lấy bằng nào cũng có. 400k với nhà bao ship nhé các bác nhé, 400 ngàn đồng bao ship cho các bác một cái dòng xô đựng đá này, xô đựng đá, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé, hàng cực kỳ đẹp xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo này, ấm siêu tốc này. Ở đây nhà em có hai loại. Đầu tiên thì một loại của nó là thương hiệu của Le Beng Lang, hàng của Made in Germany của Đức này. Con này thì đây, nó sẽ sử dụng cho các bác là nguồn điện là 200 đến 240V. Công suất của nó là 185 đến 2200W 1 lít 8. Đấy, hàng của Germany của Đức này. Đấy, địa chỉ sản xuất này. Đấy, hàng của Made in Germany. Siêu tốc kính nhé. Đấy, con này thì nó sẽ có cái viền viền này thì các bác đỡ bị rơi vỡ, không sợ bị rơi vỡ các thứ đâu. Hàng này rất là ok luôn. Con này ấm siêu tốc rất ok luôn. Bật tắt, công tắc bật tắt này. Mở này. Bên trong rất là đẹp luôn nhé. Con này đun rất là nhanh sôi nhé. Đấy, hàng của Le Beng Lang, hàng cao cấp luôn của Đức luôn, xịn sò. Đấy, xịn sò luôn. Con này thì các bác về các bác chỉ việc đặt lên đế này. Đấy, cho nước vào đặt lên đế và bật nút là các bác đun được luôn. Đó, giá của con này thì nó cũng rất là mềm thôi. Con này bên em đang có mức giá của nó là 430.000 đồng, 430.000 đồng, và bên em bao ship nhé. Đây, em ghi cái giá rồi luôn đây. Các bác lên cho em mã này là mã siêu tốc, siêu tốc 430. Okay, bao ship. Các bác lên cho em mã này mã ấm siêu tốc 430k bao ship. Đấy, cho nó dễ. Siêu tốc 430. Siêu tốc 430. 430.000 bao ship. Đây. Xịn sò luôn. Xịn sò luôn nhé. Đấy, đời 2024. Hàng đẹp. Một siêu tốc nữa đây. Con này là lít 8. Con này lít 8 nhé. Còn con này đây, thương hiệu của nó là thương hiệu của Capper. Đấy, có đồng hồ hiển thị này. Con này thì chỉ có lít 7 thôi. Con này chỉ có lít 7 thôi. Công suất cũng là 1850 đến 2200W. Điện sử dụng điện 220 đến 240V. Xịn sò luôn. Con kia là kính, còn con này mở nắp ra, bên trong là inox. Đây, các bác nhìn cái mức độ nước của bác là nhìn bên hông này. Xịn sò, chất lượng. Đế đúc đồng đầy đủ. Con này thì giá của nó có đồng hồ nhiệt độ nên là giá nó sẽ cao hơn. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 600k. Siêu tốc đồng hồ. Màu của nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhé. Siêu tốc đồng hồ 600k. Ấm siêu tốc đồng hồ 600k với nhà em bao ship nhé, có đồng hồ hiển thị nhiệt độ này. Đấy, thì các bác lên cho em mã này mã ấm siêu tốc đồng hồ 600k với bên nhà em bao ship, hàng xịn sò luôn nhé. Hàng này hàng xịn sò luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Đầu tiên đây, hôm nay thì giới thiệu cho các bác rất là nhiều những cái mẫu đầu máy mát xoa này. Con này thì nó sẽ gồm có phụ kiện cho các bác, đó là một cái dây cáp sạc này. Đó, một cái dây cáp sạc này, một cái đây, một cái này của nó đây. Cái này của con này. Đấy, một cái điều khiển này. Đấy, điều khiển tốc độ. Con này thì đây, các bác về các bác lắp vào. Các bác về các bác lắp vào này. Đó. Vào đây. Và các bác đeo vào bụng nhé. Cái dòng này là dòng mát xoa bụng. Mát xoa bụng đa năng. Đấy, túi này. Túi này để các bác sạc này. Đấy. Đấy, các bác có thể tháo rời ra. Tháo rời ra này. Rất là tiện lợi để các bác bụng to bụng bé này, các bác có thể điều chỉnh được nhé. Bụng to bụng bé các bác có thể đều có thể điều chỉnh được. Đấy, massage bụng, massage vai gáy cổ, rất là tiện lợi luôn. Con này thì đây, các bác kết nối vào đây để mà các bác vào chỗ bụng này, để làm sao mà các bác chia ra cho nó hợp lý. Đấy, các bác cắm vào đây. Cắm vào đây này. Đó, các bác bật nguồn lên nhé, sau đó các bác bật nguồn lên. Đó, hàng này thì con này thì thương hiệu của nó thương hiệu của Hitachi. Đấy, thì các bác bơm hơi này. Cái này là các bác bơm hơi nhé. Đấy, thì nó sẽ căng cái này ra. Nó sẽ căng ra và nó tì vào những cái bụng của chúng các bác ấy. Rồi vào các bác sử dụng. Rồi vào các bác sử dụng này. Đấy, con này thì nó là massage hồng ngoại này. Các bác nào mà phụ chị em phụ nữ ấy, mà đến ngày ấy, đến ngày đến tháng thì con này nó cũng sẽ xoa dịu cảm giác, rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, nó rung này. Nó rung, nó massage này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn này. Ở trên cái này này. Và đây thì nó có điều chỉnh cả nhiệt độ này. Đấy, rất là sướng luôn.
Đấy, rất là ok luôn nhé. Con này thì nói chung là các bác về các bác sử dụng rồi thì có biết cảm giác nó rất là sướng. Đây là cái này là cái bơm này. Đấy, bơm để nó căng cái này lên để nó đè bụng này. Bác nào mà đến chị em đến tháng thì bác nào thoát vị đĩa đệm này, thì dùng con này rất là ok luôn. Đấy. Bơm. Đấy, bơm nó sẽ lên, nó sẽ căng lên và những cái múi này nó sẽ tì vào những cái bụng, phần bụng các thứ của các bác. Rất là tiện lợi và rất là dễ sử dụng luôn. Đấy, các bác xả ra thì các bác chỉ việc xả ra thôi. Xả ra là hết. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này hàng của Hitachi, hàng xịn sò luôn. Đấy, tắt thì các bác tắt nguồn đây. Tắt nguồn ở đây. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. À, con này thì nó rất là đa năng, đa tiện lợi, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, nó có cả cái bơm và hết pin thì các bác lại sạc, hết pin thì các bác lại sạc. À, giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 1.050.000 đồng nhé. 1.050.000 đồng nó sẽ gồm có một bộ của nó cho các bác đầy đủ luôn. Để các bác về nói chung là các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, massage chị em nào mà đến ngày bác nào phát thoát vị đĩa đệm đâu mỏi cổ vai gáy bụng đấy thì các bác có thể đeo vào nó như đai thôi. Đấy thì là các bác bật chế độ lên mà nó không cần phải dây điện ngoằng ngoằng gì cả, cứ sạc pin hết pin thì các bác lại sạc, hết pin thì các bác lại sạc nhé. 1.050.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn, hàng xịn sò luôn nhé. Thì ở bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái dòng bơm 2T, bơm Stanley này. À, cái này thì cũng có một thời gian nó hết hàng nhưng mà đợt này hàng lại về rất là đều luôn. Hàng của Stanley, hàng nguyên hộp. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn này. Đây em xin khui hộp ra cho các bác xem luôn nhé. Đấy, khi có nhận hàng ấy, thì nó là còn nguyên hộp như này cho các bác này. Xịn sò luôn. Hiệu Stanley. Có đồng hồ áp lực nhé. Nó có đồng hồ đo áp lực này. Hàng của Stanley này, Made in Japan này. Cực kỳ chất lượng luôn, hai ống ti cực kỳ khỏe luôn. Các bác có thể bơm xe máy, bơm xe đạp. Hơi ra rất đều luôn nhé. Ở đây nó sẽ có một đầu bơm xe đạp và một đầu bơm xe máy. Đấy, ngoài ra thì nó có thêm một cái số những cái phụ kiện để các bác có thể bơm bóng các thứ này. Rất là tiện luôn, dây chịu áp lực 2 ti cực kỳ ok này, khung thép này. Đẹp xịn sò luôn. Đó, hàng này thì của nó thì các bác yên tâm dùng về bơm xe máy, xe đạp thì thoải mái luôn. Đấy. Hơi ra rất là ok luôn nhé. Các bác có thể dẫn bằng tay hoặc là dẫn bằng chân. Đấy, nhưng mà thường thường thì các bác dẫn bằng chân thì nó sẽ ok hơn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng nhé. Giá chỉ có 200k thôi. Và bên nhà em lại còn bao cả phí ship cho các bác luôn nhé. Đó, để em ghi luôn cái giá này. Bơm 2T, bơm dẫn chân 200k. Bao ship toàn quốc luôn nhé các bác nhé. 200k bao ship toàn quốc luôn cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới về thanh toán nhé, nên là các bác yên tâm. Cái mã sản phẩm tiếp tục nữa đó là một cái dòng bộ cối chày. Đợt này vào về cho các bác đó là 3 bộ. Dòng này thì bộ cối chày của Made in Germany của Đức này. Một cối một chày. Dòng này là dòng cối chày inox các bác nhé. Đấy, rất là tiện luôn này. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái chày của nó. Kích thước của cái chày này nó sẽ là 15cm. Đấy. Con này thì một cái cối của nó này, nó sẽ là miệng của nó là 12,5 và chiều sâu của này cũng là 12,5 luôn. Nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái miếng miếng nhựa trên chốc này này để mà khi mà các bác giã cua ấy, hay là giã ruốc, giã lạc thì nó sẽ không bắn. Bác nào mà có sở thích ăn muối vừng này, thì con này rất là tiện luôn. Nhà em thì biếu bố vợ một cái để giã muối vừng, thỉnh thoảng bố ông lại cho muối vừng. Cái này giã rất là tiện nhưng nó không bị văng ra, nên là các bác làm muối vừng rất là tiện lợi luôn. Cái này các bác biếu bố vợ thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, giá của nó thì rất là mềm luôn. Cái bộ này của nó là chỉ có 250.000 đồng thôi. 250k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ chày cối 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đây, một cái mã sản phẩm bác nào mà có cái thích cái thú vui, vui thú điền viên, hay là có những cái thú vui là đi phượt, đi cắm trại, hoặc là đơn giản là chỉ để trên xe ô tô để những lúc mà xe mà nó bị sình lầy thì chúng ta có thể khắc phục nó luôn. Thì đây, một con xẻng tháo lắp đấy, hoặc là còn gọi là xẻng sinh tồn để các bác đi cắm trại đi phượt này. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân xẻng này, hàng của nội địa Nhật in Japan này. Đó, nó sẽ có một cái lưỡi cưa đây, hoặc các bác có thể làm xẻng này, làm xẻng này để các bác xúc đất ở, ví dụ đơn giản nhất là ở cái lốp xi bánh xe các bác đấy, xúc đất ra. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác có thể cào, hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác cào. Đấy, rất là đơn giản nhé. Các bác có thể để ngắn đấy, hoặc là các bác lắp đốt vào nó dài như này đấy. Tổng chiều dài của con này thì nó sẽ rơi vào 93cm. Để em đùa lại cho chính xác cho các bác nhé. 93cm các bác nhé. Chính xác là 93cm. Và nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân của nó như thế này.
ví dụ bí quá nhé, mà nó khó quá mà các bác xe bị sình đầy khó quá, thì các bác có thể để bên này để các bác cầm, các bác cào này. Đấy, và đây những cái phụ kiện của nó đây, nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện cho các bác nhé. Ví dụ gặp xe tai nạn các bác có để có đầu phá kính, đi rừng đi cắm trại chúng ta có cái đồ ăn ngon mà không có dao thì các bác có thể lắp vào. Đấy, làm dao. Đấy, lắp vào thì các bác lưu ý nhé, lắp vào thì cầm lưu ý một chút. Đấy, có thể lắp vào làm dao. Có thể lắp vào làm dao này. Có phá kính này. Bên trong này của nó còn có cả cho các bác đó là một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa. Một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa nữa này. Và ở đây nó còn có cả cho các bác đó là một cái còi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái xẻng đa năng sinh tồn, rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây cái đầu tô vít thì các bác lắp vào đây, gần như là đầy đủ cho các bác rồi, chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lắp vào, lắp kết nối vào với nhau. Nhanh thôi, chỉ chưa đầy 30 giây là các bác đã có thể lắp xong được hết tất cả các cái kết nối này vào với nhau được. Đó. Đây, em lắp qua thôi nhé. Đấy, các bác vừa có thể là làm gậy. Cái này các bác cũng có thể làm gậy để phòng thân. Nhiều khi là lái xe trên đường ấy thì thực sự ra là không biết đường nào mà lần được gặp các những anh em hỏi tìm bố thì đây có cái này. Đấy, các bác có thể tháo ra. Đó. Thì các bác có thể làm gậy phòng thân tạm. Gậy phòng thân tạm này. Phá kính này. Choang cái là phá được kính. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái mã sản phẩm như này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã xẻng, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn. Xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn 350k bao ship. Này về thêm cho các bác đó là một cái dòng cục sạc dự phòng này. Con này của nó thì là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng còn nguyên siêu nhé. Hàng mới luôn. Đấy, hàng mới luôn này. Rất là tiện lợi luôn để các bác cầm đi đâu đó làm sử dụng rất là ok luôn. Ngoài con này thì đây, hàng tất cả đều hàng mới, con này em đã bóc sẵn rồi để kiểm tra hàng cho các bác. Trước khi gửi hàng tất cả thì em sẽ phải bóc ra để em kiểm tra nhé. Đấy. Nó sẽ có cho các bác đó là đây. Một cái số những cái USB để các bác có thể sử dụng ngoài đều được. Đấy, cổng Type-C, cổng Type-C sạc vào nó sẽ có sợi dây cáp này cho các bác này để các bác có thể sạc vào này. Và đây thì nó sẽ có 3-4 cái cổng ra. Một đầu tiên một cái cổng ra này. Đấy. Thứ hai đó là một cái cổng thường, cổng Type-C và cổng của iPhone, 4 cái cổng ra. Hàng của nó là thương hiệu của nó là hàng nội địa Nhật đây, thương hiệu của nó là Nissan, là hàng nội địa Nhật Japan này. Con này có sạc không dây luôn nhé. Và con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 50.000 mAh, hàng đẹp luôn. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 350k và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc dự phòng. Sạc dự phòng 350k bao ship. Đấy, nó đã có sẵn 4 cái sợi dây rồi cho các bác rồi. Hàng mới luôn, nội địa Nhật. Đấy, 4 sợi dây. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, đợt này thì bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái dòng loa JBL này. Còn dòng loa này thì nghe nhạc rất là chất luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác là nghe loa ra hai đầu này. Có dây đeo như thế này này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái điểm để các bác cắm, có thể cắm được là thẻ nhớ USB, cái AUX này thì các bác có thể cắm kết nối được với những dòng thiết bị khác. Và đây là cái cổng sạc, cổng sạc vào 5V đó, và các bác có thể đậy lại cực kỳ ok luôn, cực kỳ đẹp sạch sẽ đó. Con này thì đây, các bác bật nguồn thì đây, chúng ta sẽ đặt này vào, các bác bật nguồn lên đó, và các bác chỉ cần kết nối Bluetooth. Đấy, các bác kết nối Bluetooth với cái điện thoại. Điện thoại nào chắc bây giờ điện thoại nào nó cũng có Bluetooth rồi. Thì các bác chỉ cần kết nối điện thoại. Đấy, thì là các bác có thể bật nhạc được. Rất là tiện lợi luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó đây. Cái dòng này nó là dòng to nhé. Đấy, cũng tương đối là to đấy. Chiều dài của nó sẽ rơi vào 33cm. Chiều dài của nó sẽ 33cm nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và các bác bật tắt thì các bác dí lì nút nguồn cho em. Đó. Con này thì ở bên shop đang có mức giá của nó đó là 450.000 đồng các bác nhé. 450k và bên em dân bao ship cho các bác luôn nhé. 450k bao ship. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn.
Đấy, 450 ngàn đồng bao ship toàn quốc. Các bác lên cho em mã này, mã loa GPL. Loa GPL 450k bao ship. Hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu nồi chiên không dầu này. Con này thì rất là ok luôn. Hàng nguyên hộp nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của EIS3. Đấy, hàng của Germany, của Đức này. Nó sẽ có cho các bác đó là bên trong cái khay lò nướng đây, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái giá để chúng ta đựng. Đó, rất là tiện lợi luôn. Con này thì cũng tương đối là ok sử dụng trong gia đình. Ở gia đình như mà ví dụ như gia đình nhà em 5-6 người thì dùng bình thường, khoảng 3-4 người lớn với lại các bạn nhỏ, thì con này thì các bác có thể chặt gà ra, nửa con gà các bác để thoải mái luôn, nửa con gà thoải mái. Nhưng mà gà con gà khoảng gần 2 cân thì các bác cũng có thể để mở ra các bác để trong này vừa. Đấy, để em xin đo cho các bác cái kích thước của cái này luôn nhé. Con này thì đây, nó sẽ có cái kích thước của nó. Về cái phần chiều ngang của nó, phủ bì của nó sẽ là 21cm. Một chiều này của nó nữa là cũng là 21. Độ sâu của con này nhé, độ sâu của nó đây, các bác có thể nhìn thấy 12cm. Đấy, 12cm nhé. Con này thì rất là ok luôn. Màu trắng nên là nó cũng đỡ bụi bẩn và rất là dễ vệ sinh lau chùi. Đấy, con này thì khi các bác, nó là phím cảm ứng nhé. Phím cảm ứng này, các bác cắm điện vào này. Đấy, các bác cắm điện vào thì đây, các bác có thể chọn những cái chế độ của nó ở đây này. Đấy. Đấy, bật tắt này. Đấy, và các bác chọn những chế độ của nó để làm sao mà chúng ta theo những cái chúng ta yêu thích. Đấy, thì các chế độ, các cái chức năng của nó thì các bác đều có thể chọn lựa dễ dàng. Đấy, để em lột cho các bác cái này ra luôn. Em lột cho các bác ra luôn một cái để có thể review cho nó chi tiết. Đấy, thì các bác sẽ lột ra và các bác chọn đây. Ở đây thì là thời gian. Đấy, thời gian này. Đấy, còn đây là tăng giảm thời gian này. Còn đây là tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, thì nó sẽ tự động. Các bác sẽ là chọn chế độ đây. Đấy, các chế độ này, các cái thực phẩm của nó này. Nút của nó là toàn bộ là nút cảm ứng nhé. Đây nhé. Đấy, các bác nút này là nút chọn chế độ này. Đấy, tôm, cua, cá, rau, củ, quả này, thịt ngô này, nướng ngô cũng được nhé. Đấy. Đấy, các bác ấn ở đây. Và đây là nút nguồn bật tắt này. Đấy, các bác chọn chế độ này. Đấy, còn đây là nút chạy này, tắt này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ này, tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm thời gian này. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 550k và bên nhà em bao ship các bác nhé, 550k. Đợt này thì bên nhà em về thêm cho các bác một số những sản phẩm cực kỳ hot nhé. Con này thì nó là kích điện, kích điện từ một cái bình ắc quy xe Honda của các bác cũng được nhé. Từ bình ắc quy Honda hay là bao nhiêu bình nào cũng được, cứ 12V là được. Đấy, từ bình 12V lên nguồn điện 220V để các bác cắm những cái thiết bị như kiểu là quạt, ánh sáng thì đều có thể ok. Có những con thì nó có thể cắm được cả tủ lạnh hay là cắm được nồi cơm, nhưng mà con này thì nó nhỏ thôi, kích thước của nó nhỏ gọn nên là nó chỉ cắm được cho các bác là quạt thôi nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay của bác thôi. Nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và nó sẽ kích điện cho các bác là từ điện 12V lên điện 220V đây. Đấy, từ 12V lên điện 220V này. Đấy, thì các bác về các bác kẹp vào bình ắc quy thì cái đèn báo xanh này là được. Và ở đây nó sẽ ổ cắm, nó sẽ ra điện 220V cho các bác nhé. Ở đây nó còn có một cái USB nữa để các bác có thể cắm sạc điện thoại, thì đều rất là tiện lợi luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok. Công suất của nó là 220W thì các bác cắm cho em một hai vài cái quạt. Đấy, các bác cứ tính công suất của nó là khoảng 200W đổ về là bóng đèn, ví dụ các bác là 60W một cái thì các bác cắm được 3 cái. Đấy, đại loại nó là như thế. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Và con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 220k. 220k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kích 220W. Đấy, giá của nó là 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác cứ test thoải mái nhé, kẹp vào bình ắc quy và cắm thử luôn cho em. Đấy, đó là cái mã sản phẩm kích điện của nhà em này. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng sạc bình ắc quy này thì nó có là 4A. Đây, khi bác mở ra này, nó sẽ có một cái sạc như thế này cho các bác này. Đấy, nó là 12V 4A 100Ah. Con này thì có màn hình hiển thị luôn. Đây, em sẽ xin cắm điện vào để em bật cho các bác luôn. Đó, 13.8V này. Đấy, thì là các bác lúc này thì các bác nó chưa hiển thị ra. Và các bác sẽ kẹp vào bình ắc quy cho em này. Kẹp đúng lửa nguội nhé.
kẹp đúng lửa nguội. Đây các bác kẹp đúng lửa nguội cho em. Đấy, và nó sẽ tự tính nhé. Đấy, và nó sẽ tự tính bao nhiêu vôn này. Đấy, bao nhiêu độ này, bao nhiêu phần trăm pin này, và nó sẽ tự động sạc vào cho bác bao nhiêu A này. Đấy, hàng này cực kỳ ok luôn. Và con này nó sẽ có quạt tán nhiệt này. Nó sẽ có quạt tán nhiệt nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cái giải điện của nó rất là rộng, 100 đến 240V. Nên là các bác gần như là các bác sử dụng điện não cũng được, điện mạnh điện yếu các bác đều có thể sạc được. Mắc công suất của nó lên 75W. Đấy, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nhé, các bác về các bác cắm. Và các bác có một cái lưu ý này, mà khi mà các bác sử dụng cái dòng này nó không như cái dòng cũ, dòng cơ của các bác là các bác quẹt này, thì con này thì các bác không quẹt như này được nhé. Đấy, các bác không đánh chập được. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc Aqui 4A. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. 4A 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã 4A 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp luôn nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái sạc 12V 6A. 12V 6A này, nó sẽ theo thứ tự luôn nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy đây, nó có thể sạc được ô tô, xe tải, cano, xe to, xe bé đều có thể, gần như là có thể sạc được. Hàng này cũng là còn nguyên hộp. Đây, khi các bác mở ra này, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái quạt tán nhiệt này. Đấy, để cho nó thổi mát này. Công suất của nó lên đến 110W, sử dụng điện 100 đến 240V. Đấy, hàng này rất ok luôn nhé. Con này thì nó nút cảm ứng này. Các bác về các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, nó sẽ có cả 12 cả 24 nhé. Khi chưa vào kẹp vào bình ắc quy thì các bác có thể chọn chế độ, nó sẽ tự động như thế. Đây, con này thì có sạc được cả pin lithium này, bình ô tô này, bình xe máy này và khử xung phát này. Cái pin lithium này là những cái khối pin mà các bác đóng bằng lithium, nó có một pha cộng trừ, thì các bác kẹp cái cộng trừ này vào đúng cái chân của nó là được. Đó. Và đây, ví dụ là đây là cái bình của em là bình ắc quy xe Honda, xe đạp điện, thì các bác em sẽ chọn vào cái mức xe đạp điện, xe bé này thôi. Đây. Đang 24V như các bác có thể nhìn thấy, đang 24V này. Khi các bác kẹp vào này, người ta nó sẽ tự tính cho các bác luôn này. Nó là điện tử nên nó sẽ tự tính lên 12V cho các bác. Đó, và nó sẽ tự sạc. Và nó sẽ tự sạc pin này. 27 độ C này. Đó. Và con này nó có nút khử xung phát relay lệ bình này. Đấy, nó khử xung phát relay lệ bình và các bác vừa ấy và có thể vừa chọn được nhé. Rất là tiện luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt các thứ đầy đủ cho các bác ở cái mã sạc aqui này. Và con quạt sạc aqui này thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Giá của nó là 340.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Sạc 6A 340k và bên nhà em bao ship. Con này thì các bác lưu ý là có thể sạc được pin lithium nhé. Có thể sạc được pin lithium. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc 8A này. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn này. Tất cả hàng nhà em thì đều còn nguyên hộp nhé. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A. Tức là có thể sạc được cả bình 12 và bình 24. À đâu, đấy là 6A đúng không? Em xin lỗi, 6A thì đến 7A nhé. Sạc 6A rồi đến sạc 7A. Con này thì nó có rất là nhiều giải, nên là các bác có thể chọn cái nào nó phù hợp với các bác, cảm thấy phù hợp với các bác nhất. Này, con này thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Con này thì sạc được bình 12V. Đấy, sử dụng điện 100 đến 240V. Con này thì chỉ sạc 12V thôi nhé. Con này chỉ sạc bình 12V thôi. Mắc của nó lên đến 140Ah cơ. Để em kẹp. Bác nào mà chỉ dùng xài nguyên bình 12V ấy, thì các bác nên lấy con này là hợp lý này. Đấy, thì các bác đơn giản thôi. Ở đây thì nó có 12V xe máy này. Đấy. FE04 này. Đấy, bình mô tô này. Đấy, nó có bình mô tô. Nhưng mà tất cả nó sẽ là 12V. Thì đây là em sẽ cho vào bình xe đạp điện FE04 này. Đấy, và nó sẽ sạc. Và nó sẽ sạc này. Đấy, quạt tản nhiệt của nó nhé. Quạt tản nhiệt nó sẽ quay một tí đầu. Tất cả nó sẽ quay một lúc đầu và nó sẽ ngừng. Đấy, còn là khi nó nóng bắt đầu nó chạy này. Để em quên, hơi lỏng điện. Đấy, và nó sẽ sạc này. Đấy, 1.4A này. 14.0V này. Những cái dòng này của nhà em thì đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Đầy pin nó sẽ tự ngắt 5.8A này. Đấy, nó sẽ hiển thị cho các bác đầy đủ hết. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò luôn.
Con này của nó thì nó sẽ có quạt tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn, sử dụng điện 100 đến điện 240V 7A. Đấy, 7A nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc Aqui 7A. Đây này, nó có phần phần giải MCU này, cái chip MCU này. Đấy, đầy pin nó sẽ tự ngắt, đầy pin nó sẽ tự ngắt cho các bác, rất là xịn sò luôn. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em về. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em mới về nhé. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 7A. Con này thì nó không sạc được pin, nó sẽ không sạc được 24V. Đấy. 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng nguyên hộp luôn. 250k, hàng của Forsup. Hàng này hàng của Forsup và các bác sạc được rất là ok luôn. Đấy. Con này có cả dì lê lệ bình này, con này cũng có khử xung phát luôn. 250k cái sạc 4A này, à sạc 7A này, em xin lỗi. Sạc 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái sạc 8A, đây đang giới thiệu giá rồi. À, con này thì giá của nó sẽ là 320.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác sử dụng nguồn điện của nó thì nó cũng rất là rộng luôn, sử dụng điện 100 đến điện 240V. Đầy pin nó sẽ tự ngắt, mắc công suất 130W. Đấy, và 30Ah đến 150Ah nhé. Có đều tất cả cái dòng sạc ắc quy nhà em đều có quạt tản nhiệt nhé. Tất cả đều có quạt tản nhiệt hết. Đấy, các bác cắm điện vào này. Đấy. À, các bác về như những cái tu bóng này thì các bác có thể lột ra. Những cái tu bóng này các bác có thể lột ra này. Đó. Và đây, chọn chế độ này. Đây này. Đấy, sạc bình xe máy này. Và các bác kẹp vào bình ắc quy cho em này. Đó. À, và nó sẽ tự tính và nó sẽ tự sạc cho các bác luôn nhé. Đấy, 12V này. Và nó sẽ tự sạc cho các bác, quạt tản nhiệt bắt đầu quay. Nhưng mà quay một tí nó sẽ tự ngừng nhé, không phải là nó hỏng đâu, mà nó sẽ ngừng lại để mà khi mà nó nhiệt độ của nó đến cái nhiệt độ của nó, cái dơ le của nó thì nó sẽ tự làm mát cái nhiệt độ cho chúng ta. Đấy, và các bác sạc rất là ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã sạc 8A nhé. Sạc 8A này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 320.000 đồng. Và hàng lúc nào nhà em cũng sẵn trong kho nhé. Kể cả là lúc nào cũng hàng cũng có luôn. Đấy, sạc 8A 320.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé, luôn luôn nha các bác nhé. Và những cái dòng này thì bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Đấy, sạc 6A. Forsup. Xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng sạc ắc quy 12V, 12A, 12V, 12A đến 24V, 6A. Tức là con này cũng là tương đối là to. Các bác có thể sạc được cho bình ắc quy to một chút thì đều được. Đây. Nó sẽ có cho các bác đó là sạc 12V, 12A đến 24V, 6A. Con này thì 200Ah, sạc bình to, sạc bình 200 đều được. Đấy, các bác cắm vào. Con này riêng con này nhé, các bác cắm vào các bác phải chọn chế độ trước. Các bác phải chọn chế độ trước. Chứ còn khi mà các bác đã kẹp vào bình, tại vì những cái dòng to này nó cái độ ấy nó phải chắc chắn, tại vì nó dòng điện của nó sạc vào rất to, và các bác đã cắm vào thì các bác sẽ không ấn được nữa, không chạm được gì nữa, và nó sẽ cố định ở đấy đến khi mà các bác rút ra. Đấy thì tôi nói với thôi. Đó, con này thì nó sẽ có là bình ắc quy này, ô tô này, xe máy này và pin lithium này. Và bình pin lithium nhé. Hàng này rất là ok luôn. Đều có quạt tản nhiệt. Đều có quạt tản nhiệt này. Đấy. Bóng lóng điện là nó sẽ tự ngắt luôn. Lóng điện là nó cũng sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cắm lại. Nên là nó rất là an toàn. Nên là những cái dòng này nó rất là an toàn luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A này. Điện của nó đều sử dụng được từ 100 đến 240V. Đấy, tất cả trên thế giới đều dùng cái dòng này. Rất là tiện luôn. Sạc 12A bên em đang có mức giá đó là 400k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã là 12A 400.000 đồng. 400k và bên em bao ship cho các bác cái dòng sạc 12A này. Và lưu ý nhé, lại lưu ý nhắc lại một chút cho các bác, đó là khi mà các bác sử dụng cái sạc nhà em ấy thì là các bác không quẹt này đâu. Các bác không đánh lửa. Đấy. Sạc 12A 400k và bên em bao ship. Một con sạc ắc quy nữa. Con này thì nó là thuộc dòng siêu to khổng lồ rồi. Và con này thì đây các bác có thể để ý. Ở đây nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay, đó là cái chức năng kích nổ bình ắc quy ô tô. Đấy, tức là ví dụ là bình ắc quy của các bác mà nó đang hết điện thì các bác không đề được, thì các bác có thể kẹp cái này vào, các bác cắm điện vào các bác đề luôn. Đây, nó sẽ có cho các bác đó là một cái dây điện này, một cái thân máy này,
Đó, các bác về các bác cắm dây điện vào đây cho em này. Đó, vào đây em xin phép được cắm điện cho các bác luôn này. Dây điện của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có nút mo đen này. Để các bác chọn chế độ này. Đấy. Đấy, bot là đây, nút bot này là nút mà ví dụ bình ắc quy các bác hết điện ấy thì các bác vào chế độ này. Và các bác vào bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác. Đó, và các bác đè nổ thì nó sẽ sốc điện lên để nó đè cho các bác nổ được cái ô tô. Đấy, hoặc là các bác muốn sạc thì đây, các bác sẽ chọn vào chế độ sạc bình ô tô này. Đấy, bình ắc quy này. Đấy, tất cả các bình khử xung phát này. Những dòng này thì nó chỉ sạc được những dòng to thì thoải mái luôn. Con này thì sạc được bình 12V 6A AH đến 400 AH. Đấy, và 24V 6A đến 200 AH. Con này thì sử dụng điện từ 100 đến 240V, giải điện của nó rất là rộng luôn. Đấy, 12V 25A đến 24V 15A. Đấy, bác nào mà sạc bình 12 24 thì các bác đều có thể sạc được con này. Thoải mái luôn nhé. Và các bác kẹp vào bình ắc quy đây, cái bình thường những bình ắc quy bé các bác có thể sạc được nhé. Đây. Đây. Các bác kẹp vào. Như kiểu là bình bé nó cũng không sạc được ấy. Bình bé quá các bác cũng không sạc được. Bình xe máy là các bác không sạc được con này nhé. À đây sạc được này. Phải vào đúng cái chế độ của nó nhé, chứ còn vào những cái chế độ khác của nó cũng không sạc được. Đây. Bình sạc bình ắc quy của nó này. Đó. 12V này. Nó sẽ tự nhảy cho các bác sang luôn nhé. Tự nhảy cho các bác sang 12V luôn. Con này thì bên nhà em các bác lên cho em mã này là mã sạc 25A. Bên em đang có mức giá đó là 850k. Sạc 25A 850.000 đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Đấy, sạc 25A, hàng to luôn, hàng to đẹp. To đẹp xịn sò, 25A 850k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.